Phân bón, hỗ trợ cây trồng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc tối ưu hóa sự phát triển và nâng cao năng suất cây trồng. Hãy dùng ngay phân bón lá đặc biệt, đó chính là Ami Magie Nhật. Đây là giải pháp lý tưởng để cải thiện sự phát triển của cây trồng. Ami Magie Nhật sở hữu một công thức đặc biệt với sự kết hợp hoàn hảo giữa axit amin và magie. Sản phẩm này mang lại rất nhiều lợi ích nổi bật. Axit amin trong phân bón hỗ trợ cây trồng trong việc tổng hợp và hấp thu dưỡng chất nhanh chóng, giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và cân đối, giúp cây trồng tăng cường sức đề kháng, chống lại các yếu tố bất lợi từ môi trường và sâu bệnh. Ami Magie Nhật giúp cây trồng phát triển được lá dày, bóng lá đẹp, màu sắc lá rực rỡ và đồng đều, mang lại vẻ tươi tốt cho cây, phục hồi nhanh chóng cho cây trồng sau khi thu hoạch hoặc trong tình trạng cây suy yếu, đồng thời tăng cường được năng suất. Pha 20 cho 16 lít nước hoặc 250ml cho 200 lít nước. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsưnguy.vn.